Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác len cho bé xinh xắn như thế này Đây là họa tiết trên thân áo nè Mẫu này thì mình sẽ làm cổ bẻ, tay dài và có thắt dây ở bên trên Form áo này thì nó sẽ xòe ra từ trên xuống dưới giúp cho mình có thể phủ qua mông nè Để làm được mẫu này mình sử dụng len miêu cốt tông của 125g Sợi len của mình là mát S và chữ đỏ Độ dày của sợi len trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm Kim móc thì mình sẽ sử dụng kim 4.0 mm. Nếu không có cái mẫu kim này thì các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Khi đưa vào so sánh nè, độ dày của đầu kim nó sẽ to gấp đôi so với độ dày của sợi len ha, giúp cho cái phần thân áo của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len. Kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc. Các cái hạt nút dùng để cài lại phần thân áo thì nút tùy vào size các bạn sử dụng mà mình có thể canh chỉnh cái độ rộng phần thân áo cho nó phù hợp với khoảng cách nút ha thước dây dùng để đo size bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết mẫu áo này đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút mẫu này thì mình sẽ móc họa tiết cổ vuông góc vuông 90 độ thì cách tăng giảm size của cái mẫu cổ này mình có hướng dẫn ở video trước rồi mình có để link phần mô tả các bạn nhấp vào phần mô tả để tham khảo ha Đối với size áo này mình sẽ móc lên tổng cộng là 88 mũi móc xích Tương đương với mỗi cạnh là 20 mũi móc xích Và 4 góc mỗi góc là 2 mũi móc xích ha Sau khi đã móc lên được tổng cộng là 88 mũi móc xích Tương đương với mỗi cạnh của mình nó sẽ là 20 mũi móc xích thì cái cạnh đầu tiên là cái cạnh thân trước mình có chia đôi để mình tạo cài nút Nên cái cạnh này mình sẽ chia đôi 20 mũi móc chia đôi ra 10 ha Các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích Sau đó đâm kim vào chân thứ 88 móc một mũi kép đơn Ta có được mũi kép đơn đầu tiên nè Tiếp tục móc cho mình thêm 9 mũi kép đơn nữa để ta có 10 mũi kép đơn Lúc này nó sẽ chia đôi cái cạnh ra ha Kép đơn thứ ba nè Mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu vào chân thứ sáu mũi kép đơn thứ bảy kép đơn thứ tám mũi kép đơn thứ chín vào chân thứ chín và mũi kép đơn thứ 10 vào chân móc thứ 10 như vậy là ta có được một nửa cạnh thân trước rồi nè mẫu cổ này là mẫu cổ vuông 90 độ nên hai chân móc kế tiếp mình sẽ tạo ra một cái góc thì chân kế bên này móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng chân móc được hai mũi kép đơn vào chân móc này rồi móc lên một mũi móc xích sau đó chân kế tiếp cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc thì như vậy là ở đây mình sẽ có được một cái góc vuông đầu tiên ha sai này mỗi cạnh là 20 mũi móc xích cho nên cạnh tiếp theo là cạnh vai nè cạnh vai nó sẽ chiếm 20 mũi kép đơn vào 20 chân móc xích kép đơn thứ nhất nè kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba Kép đơn thứ tư Sau khi hoàn tất được 20 mũi kép đơn và 20 chân móc xích rồi, ta gặp đôi lại nè. Thì đây là cái cạnh phần vai nó sẽ tạo ra một góc 90 độ so với cạnh thân trước nè. Được cạnh phần vai rồi mình sẽ móc một cái góc vuông tiếp theo. Thì cũng móc vào hai chân liên tiếp này, chân kế bên là hai mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Chân kế tiếp là hai mũi kép đơn. Vào cùng chân móc nha. Ta sẽ có được góc vuông thứ hai. Cạnh kế tiếp sẽ là cạnh thân sau Thì cạnh thân sau nó cũng bằng với cái cạnh vai Móc 20 mũi kép đơn và 20 chân móc xích Kép đơn đầu tiên Kép đơn thứ hai Kép đơn thứ ba Kép đơn thứ tư Hoàn tất được 20 mũi kép đơn vào 20 chân móc xích ta được một cạnh thân sau rồi thì tiếp tục sẽ tạo cái góc thứ ba ha. Hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc lên một xích. Chân kế tiếp cũng hai mũi kép đơn. Ta có được góc thứ ba nè. Cạnh kế tiếp sẽ là cạnh vai còn lại ha, cũng móc 20 mũi kép đơn vào 20 chân móc xích tương tự như bên này. Kép đơn thứ nhất Hoàn tất được cạnh vai thứ hai rồi nè. Thì tiếp tục còn lại 12 chân thì hai chân kế tiếp móc cho mình một cái góc vuông thứ tư. Lên một xích. Hai mũi kép đơn vào chân kế tiếp. Đã có được góc vuông thứ tư rồi nè. Còn lại 10 mũi cuối cùng thì 10 mũi này mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Cộng lại với 10 mũi đầu tiên nó sẽ là 20 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ 2 kép đơn thứ 3 mũi kép đơn thứ 4 kép đơn thứ 5 kép đơn thứ 6 kép đơn thứ 7 mũi kép đơn thứ 8 kép đơn thứ 9 và mũi kép đơn thứ 10 sẽ nằm ở chân cuối cùng Ta hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên khi mà mình xếp các cái góc mà mình vừa tạo được nè, đây là cạnh thân sau hả? Cạnh vai nè, gấp lại. Cạnh vai bên này cũng gấp lại. Thì 10 mũi đầu tiên và 10 mũi cuối cùng ghép lại cũng bằng được một cạnh rồi nè. Cạnh chính giữa sẽ tạo cái cài nút ở đây nè. Ta có được cái mẫu cổ vuông như thế này. Thì tiếp tục mình sẽ móc cái phần thân dưới ha. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại mình sẽ móc được nửa cạnh thân trước các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cái góc vuông là cái góc mà mình có cái khoảng xích đây nè lưu ý là chân đầu tiên các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc một mũi kép đơn trước trên phần thân áo các bạn để ý nè ở mỗi đường móc trên thân áo nó sẽ tạo ra những cái đường gờ như thế này thì từ chân móc thứ hai trở đi các bạn để ý đây là một chân móc của mình thì một chân móc như thế này theo chiều mà mình đang móc nó sẽ có một đường nằm bên dưới và một đường nằm ở bên trên đây nó có hai đường móc nè thì từ chân móc thứ hai trở đi mình sẽ móc vào đường nằm ở bên dưới nha đây chân thứ hai nè móc một mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới chân thứ ba cũng tương tự ha một mũi kép đơn các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cái góc vuông đầu tiên Khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái góc vuông đầu tiên mà mình gặp là cái khoảng trống xích ở đây nè. Thì cái khoảng trống này các bạn sẽ móc luôn cho mình vào cái khoảng trống đó, một cái góc vuông tương tự ha. Gồm 2 mũi kép đơn, một mũi xích và hai mũi kép đơn vào khoảng trống này. Hai kép đơn nè. Lên một xích và tiếp tục hai kép đơn vào cùng khoảng trống đó. Ta sẽ được góc vuông đầu tiên cho hàng móc thứ hai. Tiếp tục sẽ là cạnh vai ha thì các bạn để ý cho mình nè khi mà mình đẩy cái góc vuông mà mình vừa tạo ở cái cạnh này nè đẩy qua một bên thì đây sẽ là cái chân móc đầu tiên của cái cạnh này thì ta sẽ không móc vào chân móc đầu tiên này mà mình sẽ móc vào cái chân móc thứ hai luôn bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai cũng đâm kim vào đường nằm ở bên dưới nha móc một mũi kép đơn nè làm lần lượt tương tự cho các chân còn lại thì cái góc mà mình tạo ở đây nè bốn mũi này nó sẽ tạo ra một cái độ dày để giúp mình che đi được cái mũi đầu tiên mà mình bỏ nha. Móc tương tự cho đến góc vuông thứ hai. Khi móc được các mũi kép đơn cho đến góc vuông thứ hai rồi, thì cũng tương tự như cái góc vuông đầu tiên nè, móc cho mình vào khoảng trống đó hai kép, một xích và hai kép, hai kép nè, một xích và hai kép, ta có được góc vuông thứ hai cho hàng móc thứ hai. Và cũng tương tự như cái cạnh vai mình vừa móc, cạnh thân sau cũng làm tương tự, bỏ qua cái chân móc đầu tiên, xét với cái góc mà mình tạo nè thì bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn và cũng đâm kim vào đường móc nằm bên dưới nha. Mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại và móc cho đến cuối hàng luôn ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì lưu ý ở cái chân móc cuối cùng ha. Nó tương tự giống như cái chân móc đầu tiên, mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ mình không móc vào đường nằm bên dưới nữa. Móc luôn cho mình vào cái chân móc một mũi kép đơn. Nó sẽ áp dụng cho chân móc đầu tiên và chân cuối cùng nha. Khi mà mình móc luôn vào chân móc nó sẽ lộ rõ cái chân móc này lát nữa mình viền nó sẽ dễ dàng hơn và giúp cho cái phần thân áo của mình nó không có bị giãn nhiều. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba cũng làm tương tự giống như hàng móc thứ hai, Chân đầu tiên móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn từ chân móc thứ hai trở đi thì sẽ móc vào đường móc nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nè mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp khi móc đến góc vuông thì cũng tương tự giống như hàng thứ hai nè móc vào cái khoảng trống của cái góc vuông đó hai kép một xích và hai kép được góc vuông đầu tiên rồi thì tương tự bỏ qua cho mình chân đầu tiên tức là mình không có móc vào chân đầu tiên nhé móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn và cũng móc vào đường nằm ở bên dưới sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại thì cái độ dày của cái góc đó nó cũng che đi cái mũi mà mình bỏ qua ha móc tiếp các cái chân móc còn lại cho đến cái góc vuông tiếp theo thì cũng làm tương tự móc vào khoảng trống hai kép một xích hai kép và móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa lưu ý là chân đầu tiên và chân cuối cùng sẽ móc luôn vào chân móc các chân còn lại thì móc vào đường móc nằm bên dưới ha thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đặt cái phần thân áo lại lúc này mình đã móc thêm nhiều hàng móc nè mỗi đường móc của mình nó sẽ tạo được những cái đường gờ các bạn đặt phần thân áo lại và mình sẽ sử dụng thước dây để mình đo. Đầu tiên thì cần phải xác định cho mình cái số đo vòng ngực của size các bạn cần móc là bao nhiêu. Số đo đó mình có để ở phần mô tả ha. Sau đó mình sẽ đo từ hai cái góc này lại. Mình sẽ nói trên ví dụ luôn cho các bạn dễ hiểu ha. Đối với size áo này mình sẽ móc với cái số đo vòng ngực là 66 cm, tức khi chia đôi sẽ là 33 cm. Ta móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi mình đo giữa hai cái góc này còn khoảng tầm 2 cho đến 4 cm nữa sẽ bằng 33. Thì ở đây mình sẽ móc lên được 29 cm nè. Còn khoảng tầm 4 cm nữa ha. Thì 4 cm đó các bạn sẽ kéo dài cái thước ra cho mình. Chia đôi 4 ra mỗi bên nách mình sẽ có 2 cm nữa nè. Thì mình sẽ tạo cái khoảng trống để mình luồn tay ở đây. 2 cm nữa là sẽ có được 33 ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nối nách nè. Tiếp tục móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại mình sẽ làm tương tự cái cạnh thân trước nè chân đầu tiên luôn luôn móc vào chân móc một mũi kép đơn từ chân móc thứ hai trở đi thì sẽ móc vào cái đường móc nằm ở bên dưới mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cái góc vuông đầu tiên khi móc được đến cái góc vuông đầu tiên này thì khác với các cái hàng móc bên trên, các bạn chỉ móc cho mình vào cái khoảng trống góc vuông đó hai mũi kép đơn thôi. Khi có được hai mũi kép đơn vào cái khoảng trống đó thì lúc này mình sẽ móc lên một dây móc xích. Và cái chiều dài của dây móc xích này nó tầm khoảng 4 cm. Mình sẽ móc lên 6 mũi xích ha. 3 4 5 và 6. Khi có được 6 mũi móc xích tầm khoảng 4 cm nè, mình gặp đôi lại thì cái kích thước này tầm khoảng 2 cm ha, tức là 2 cm mà mình chưa ra ban đầu để mình tạo khoảng trống nách đó. Sau đó ta di chuyển kim đến cái khoảng trống của góc vuông thứ hai. Và cái khoảng trống này cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào khoảng trống. Ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống luôn cánh tay đầu tiên. Nó sẽ có được cái độ rộng như thế này. Lưu ý đối với cái đoạn xích mà các bạn gây nên ở đây nè Các bạn có thể móc cho mình dài hơn cái kích thước mà mình cần có Để khi mà mình mặc vào nó sẽ tạo được cái độ rộng rãi ở cái phần ngực cũng như là cái phần nách ha Tiếp tục mình sẽ móc cái phần thân sau nè Thì phần thân sau khác với các cái hàng móc ở bên trên Lúc này mình sẽ móc luôn vào chân đầu tiên chứ không bỏ qua chân đầu tiên nữa Và cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới Móc vào mũi kép đơn Làm tương tự cho mình cho đến cái góc vuông thứ ba móc vào góc vuông thứ ba hai kép đơn sau đó lên một đoạn xích bằng với đoạn xích của phần nách kế bên và di chuyển kim đến khoảng trống thứ tư nối lại mình sẽ tạo ra được khoảng trống tương tự như bên này sau đó sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng luôn ha Khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng cũng móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn. Sau đó móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đó móc lại. Các bạn đặt cho mình cái phần thân áo lại nè. Ta đã nối nách và tạo ra được khoảng trống của phần ngực cũng như là khoảng trống để luồn cánh tay. Giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân dưới và tạo các cái đường gân ở phía dưới ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình các cái kim đánh dấu nè, mình sẽ có bốn kim đánh dấu. Chọn cho mình một điểm nằm chính giữa của một nửa thân trước. Các bạn sẽ chọn cho mình tương ứng thôi ha. Bên này cũng vậy nè, một nửa. Sau đó mình sẽ lật ở phía sau lại và phía sau các bạn cũng chọn cho mình một điểm đối diện với cái điểm mà mình vừa chọn ta sẽ có được 4 điểm để mình tạo cái đường gân nè bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới ha móc lên 2 xích quay ngược đầu móc và chân đầu tiên luôn móc vào chân móc một mũi kép đơn từ chân móc thứ hai trở đi thì mình sẽ móc vào đường nằm ở bên dưới nha mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến chân mà mình đánh dấu Khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu, các bạn sẽ chọn cho mình một mặt của phần thân áo để mình làm cái mặt ngoài. Mình sẽ chọn cái mặt mà mình đang móc là mặt ngoài luôn ha. Đến cái điểm mà mình đánh dấu này, các bạn sẽ tạo cho mình hai đường gân để mình tạo cái kẹo ở chính giữa nè. Thì thay vì móc vào cái chân móc, các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình sẽ tiến hành lấy len lên kim. Sau đó mình sẽ đưa cái thân chân móc của cái mũi mà mình đánh dấu này nè, luôn xuống phía dưới và đưa cái thân chân móc này lên trên kim. Đây, đưa kim ra phía sau nè luồn kim xuống dưới đưa thân chân móc này lên kim móc vào đây một mũi kép đơn thì như vậy là mình sẽ có được một cái mũi lồi như thế này ha đây gọi là mũi ngoặt ngoài tiếp theo thì nè cái chân móc kế tiếp móc vào đó một mũi kép đơn vào luôn chân móc nha sau đó là cái chân móc mà mình vừa móc mũi kép đơn đó các bạn tiếp tục đưa cái thân chân móc của cái mũi đó lên trên kim tức là xác cái mũi ngoặt ngoài mà mình vừa móc á móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là mình sẽ tạo được một cái kẻ nằm chính giữa như thế này. Các bạn tiếp tục móc tương tự các cái chân móc còn lại nè. Và các cái chân móc còn lại ở phía ngoài thì mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên dưới nha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cái phần nách thì ở đây có bao nhiêu mũi xích các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mẫu này mình có 6 mũi xích, ta sẽ có 6 mũi kép đơn vào đây. Sau đó đến phần thân phía sau cũng móc cho mình vào đường móc nằm ở bên dưới nè. Móc đến cái điểm mà mình đánh dấu ở đây thì cũng tạo cho mình hai đường gân tương tự. Chân móc mà ta đánh dấu không móc vào chân móc mà đưa cái thân chân móc của cái mũi này lên trên kim nè. Đẩy thân chân móc lên trên kim, móc vào đây mũi kép đơn. Ta được một mũi ngoặt ngoài. Tiếp tục chân móc kế bên, móc vào luôn chân móc nha, đây là cái chân mà mình đánh dấu nè chân kế bên này móc một mũi kép đơn vào luôn chân móc sau đó tiếp tục đẩy cái thân chân móc mà mình vừa móc của cái mũi đó đây là cái mũi mà mình vừa móc nè thì phía trên nó là cái thân của nó móc vào cái thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài ta cũng có được một cái kẻ tương tự cũng có hai mũi ngoặt ngoài và nằm chính giữa là một mũi kép đơn làm tương tự cho mình cho đến cuối ha sau khi đã móc được đến cuối hàng thì tiếp tục lên hai xích chân móc đầu tiên móc mũi kép đơn vào luôn chân móc các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn và móc vào cái đường móc nằm ở bên dưới nè nó cũng tương tự giống như hàng bên trên hả móc cho mình đến cái đường ngoặt ngoài mà mình vừa móc ban nãy để ý đến cái cụm nằm chính giữa mình tạo cái kẻ nè đây là mặt phải ha mặt phải là cái mặt lồi ra phía ngoài nè thì cái hàng móc thứ hai của mình khi quay ngược đầu móc lại là mình đang móc ở mặt trái của phần thân áo thì cái mũi mặt ngoài của mình nó nằm ở bên dưới các bạn sẽ lấy len trên kim sau đó mình sẽ đưa kim xuống phía dưới và đẩy cái mũi ngoặt ngoài ban nãy mình vừa móc tức là lúc này nó sẽ là mũi ngoặt trong ha mình đẩy xuống phía dưới nè đẩy cái thân chân móc của cái mũi đó xuống dưới kim đây, khi các bạn lật cho mình cái mặt phải lên nè thì nó nằm ở trên kim Còn khi mà mình lật mặt trái thì nó nằm dưới kim ha Móc vào mũi kép đơn Ta sẽ kéo dài được cái đường gân của mình Tiếp theo là cái chân của mũi kép đơn nằm chính giữa Thì lúc này cái chân móc này mình móc luôn vào chân móc hai mũi kép đơn Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai vào cùng chân móc sau đó tiếp tục lấy len và đưa kim xuống dưới đẩy cái thân chân móc hoặc ngoài đó xuống dưới kim móc vào mũi kép đơn các chân còn lại thì mình sẽ móc vào cái đường móc nằm bên dưới mỗi chân một mũi kép đơn khi mà mình lật cái mặt phải lại nè thì cái đường gân của mình nó sẽ kéo dài xuống lúc này thì khoảng cách giữa hai đường gân nó sẽ cách nhau là hai mũi móc và các mũi móc nằm chính giữa này mình sẽ móc luôn vào chân móc để tạo được cái sự khác biệt với cái phần thân ngoài móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi móc đến cuối hàng tương tự như các hàng móc bên trên ha lên hai xích chân đầu tiên móc luôn vào chân móc các chân nằm chính giữa móc vào đường bên dưới móc đến cái đường gân này thì lúc này cái hàng móc của mình đang nằm ở mặt phải của phần thân áo nè thì mình sẽ móc mũi ngoặt ngoài để kéo dài cái đường gân này ra các bạn sẽ lấy len và mình sẽ đẩy cái thân chân móc của cái mũi ngoặt ngoài này đẩy lên trên kim nè để cái đường gân của mình nó nổi lên ha móc mũi kép đơn hàng này thì số mũi móc nó sẽ bằng với hàng bên trên tức là chính giữa của hai đường gân này sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn mỗi chân là một mũi kép đơn nè mình sẽ có hai mũi kép đơn tiếp tục móc mũi ngoặt ngoài vào thân chân ngoặt ngoài này thì hàng này nó sẽ có số mũi móc bằng với hàng bên trên ha móc tương tự cho mình cho đến hết tiếp tục đến hàng kế tiếp thì đây là mặt trái của phần thân áo nè thì mình sẽ móc cái đường gân này dài ra bằng cách lấy len và đẩy thân chân móc xuống dưới kim móc mũi kép đơn khi mình xoay mặt phải của phần thân áo thì cái đường gân của mình nó sẽ kéo dài ra nè. Và các bạn để ý cho mình nè, ở chính giữa của hai đường gân ha, hàng đầu tiên là cách nhau một mũi kép đơn, hàng thứ hai hai mũi, hàng thứ ba hai mũi. Tức ở đây ta đã có được hai hàng móc có hai mũi kép đơn rồi nè. Thì hàng kế tiếp mình sẽ tăng cái số mũi kép đơn nằm chính giữa này lên một mũi để giúp cho cái phần thân dưới của mình nó có cái độ xòe rộng ra hơn ha. Thì hàng này mình sẽ tăng mũi và để tăng mũi các bạn để ý ở chính giữa của hai đường gân của mình lúc này có hai chân móc thì hai chân móc này mình sẽ móc lên ba mũi kép đơn. Ba mũi kép đơn đó, mũi thêm các bạn có thể móc cho mình vào một chân móc bất kỳ ha. Mình sẽ móc vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn. Và chân thứ hai móc một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục lấy len và đẩy thân chân móc kế bên xuống dưới kim để cho cái đường gân nó kéo dài xuống nè các chân phía ngoài thì nóc vào cái đường móc nằm bên dưới mỗi chân một mũi kép đơn các bạn móc tương tự cho mình cho đến hết hàng lúc này khoảng cách giữa hai đường gân nó sẽ có cái độ rộng dần ra hơn ha mình có một hàng có một kép đơn nằm chính giữa nè hai hàng có hai kép đơn nằm chính giữa thì cái phần tăng size này nó sẽ tùy thuộc vào sở thích của mỗi người nếu muốn xòe rộng nhiều thì mình có thể cách là hai hàng có ba kép đơn sau đó là hai hàng bốn kép đơn hai hàng năm kép đơn và cứ thế tăng dần ha Còn đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần thân áo nó có cái độ xòe vừa phải á Các bạn có thể móc cho mình hai hàng có hai kép đơn ba hàng có 3 kép đơn 4 hàng có 4 kép đơn Và cứ tương tự như vậy cho đến khi đạt được chiều cao của phần thân áo Khi mà mình gặp cái phần thân áo lại nè Ta sẽ có được chiều cao từ phần vai cho đến cái hàng mà mình tăng cuối cùng bằng với kích thước mà các bạn cần móc. Nó có thể dài nửa mông hoặc là qua mông một chút là được ha. Và càng móc thêm nhiều hàng móc thì khoảng cách giữa hai cái đường gân này nó sẽ dần dần xòe rộng xuống dưới nè. Khi mình móc thêm nhiều hàng móc thì cái phần lai ở phía dưới các bạn có thể chen cho mình thêm khoảng tầm 5 cho đến 6 hàng móc khác màu, giúp cho phần thân dưới của mình nó có điểm nhấn hơn nè. Tiếp theo hoàn tất được phần thân thì mình sẽ móc cánh tay. Ở đây mình đã móc sẵn một cái cánh tay như thế này. Thì để cho cái phần cánh tay của mình nó có cái họa tiết tương tự như phần thân á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn mình sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi bây giờ mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc ở cái phần nách trước ha ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích đầu tiên nè móc vào đây kéo cái nút vừa tạo qua cái chân móc từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích Sau đó bỏ qua cái chân móc mà mình vừa đâm kim đó Móc vào chân kế bên một mũi kép đơn Và mình sẽ móc lần lượt tương tự cho các cái chân móc xích này Mỗi chân móc một mũi kép đơn Các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào chân kép đơn đầu tiên nha Sau đó móc các cái chân móc còn lại nè Khi móc nhớ dấu len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng của cái hàng xích này nè. Thì chân cuối cùng là cái chân ta móc kép đơn cuối cùng này luôn ha. Đến đây thì mình sẽ gặp thân chân móc chứ mình không gặp cái chân móc nè, thì để cho cái phần nách này nó không có bị cái khoảng trống quá nhiều. Các bạn lấy len lên kim và đâm kim vào chân cuối cùng đó. Kéo len qua chân móc và kéo qua hai chân trên kim. Giữ nguyên vị trí này ha. Sau đó lấy len và đâm kim vào cái thân chân móc của mũi kép đơn này luôn kéo len qua hai chân trên kim sau đó kéo qua ba chân trên kim ta có được mũi chậm nè tiếp tục lấy len và móc tiếp cho mình vào cái thân chân móc đó nữa kéo len qua hai chân trên kim sau đó lấy len và đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên của cái phần này lúc này mình đã có được chân móc rõ ràng rồi nè thì đâm kim vào đường nằm bên dưới nha kéo len qua hai chân sau đó kéo qua ba chân thì như vậy là cái phần này nó sẽ kín lại, nó giúp cho mình không có bị hở phần nách quá nhiều. Các chân còn lại thì mình cứ đâm kim vào đường nằm bên dưới. Mỗi chân móc một mũi kép đơn. Móc cho mình cho đến chân cuối cùng ha. Khi móc đến cuối thì cũng tương tự giống như cái phần bên này, các bạn cũng tạo cho mình hai cái mũi chụm liên tiếp ở chân cuối cùng. Và cái thân chân móc của mũi kép đơn. kéo qua ba chân nè tiếp tục thân chân móc và cái mũi cuối cùng lúc này cái mũi cuối cùng của mình á nó sẽ nằm sát với cái chân mà mình đâm kim đầu tiên nè ta có được mũi chậm cũng là mũi cuối cùng ha và các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái mũi cuối cùng đó kết thúc hàng móc này đâm kim vào chân mà mình đánh dấu đầu tiên móc vào đó một mũi dời lên 2 mũi móc xích. Mình sẽ quay ngược đầu móc để mình tạo họa tiết giống như phần thân áo. Theo chiều móc lúc này thì mặt trái nó đang áp vào người nè. Thì cái chân móc cuối cùng mà mình vừa đánh dấu của cái hàng phía trên là cái chân này. Xác đó nó sẽ có một cái lỗ. Thì đây là cái chân của mũi giờ kết thúc chứ không phải là chân móc ha. Ta sẽ không móc vào đó, mà các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình đánh dấu á và mình cũng đâm kim vào đường nằm ở bên dưới nha. Theo chiều mà mình móc nè, móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó tháo kim đánh dấu ra. Và mình sẽ đâm kim đánh dấu lại vào cái chân của mũi kép đơn mà mình vừa móc đây. Tiếp tục móc tương tự cho các chân còn lại, mỗi chân một mũi kép đơn và đều móc vào đường nằm bên dưới. Móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng. khi móc được đến chân móc cuối cùng nè thì để cho phần cánh tay của mình á, nó sẽ có cái độ bo nhỏ dừng lại các bạn sẽ chậm cho mình cái chân cuối cùng với cái chân kế cuối này chân cuối cùng là chân mình đánh dấu nè và cái chân kế cuối là chân bên này ha chậm hai mũi này lại thành một mũi lấy len lên kim nè sau đó đâm kim vào đường móc nằm bên dưới của cái chân kế cuối kéo lên kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim vào đường nằm bên dưới của chân cuối cùng kéo lên kéo qua hai chân trên kim và kéo qua ba chân trên kim ta sẽ có được mũi chậm mình sẽ giảm được một mũi cho cái hàng móc này ha đánh dấu vào chân cuối cùng và kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời để mình kết thúc hàng móc lên hai mũi xích hàng này nó sẽ có số mũi móc ít hơn cái hàng bên trên một mũi ha mình đã giảm được một mũi rồi nè tiếp tục quay ngược đầu móc lại và làm tương tự giống như hàng mà mình vừa móc nè tức là chân đầu tiên sẽ là cái chân mà mình đánh dấu móc và đường móc nằm bên dưới của chân đó một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cách giảm mũi của phần cánh tay này cũng tùy vào sở thích của mỗi người ha nếu muốn cho phần cánh tay của mình nó có cái độ bo nhỏ dần từ trên xuống dưới nè thì cứ mỗi hàng móc các bạn sẽ giảm cho mình mũi cuối cùng giống như cái hàng mà mình vừa móc còn nếu mà muốn cho cái phần cánh tay của mình nó có cái độ rộng vừa phải á thì các bạn sẽ cắt cho mình một hàng giảm, một hàng không giảm, một hàng giảm, một hàng không giảm ha và móc cho đến khi ta đạt được cái chiều dài của phần cánh tay. Chiều dài này các bạn có thể tham khảo ở phần mô tả ha. Ta sẽ có được họa tiết của phần cánh tay giống như là cái phần thân ở phía dưới. Kết thúc phần cánh tay thì nhớ viền cho mình một hàng mũi đơn để mình cố định lại được hàng móc nha. Sau đó sẽ cắt và giấu len thừa vào trong mũi móc. Tiếp theo đây thì mình sẽ móc cái phần cổ áo Để phần cổ áo nó có điểm nhấn thì mình sẽ sử dụng màu trắng để móc nè Các bạn sẽ tạo cho mình một nút Lấy cho mình tổng số xích đầu tiên mà mình gây nên ở cái phần cổ áo chia cho 10 mũi Thì các bạn sẽ ra được công thức cho cái hàng đầu tiên ở phần cổ áo nè Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên Kéo nút vừa tạo qua chân móc Từ đây móc lên hai mũi móc xích Công thức mà mình chia được 88 mũi móc chia cho 10, được 8 và dư 8, mình sẽ lấy cái số chẵn mà mình chia được ha. Các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi kép đơn vào 8 chân liên tiếp. Chân đầu tiên là chân mình vừa đâm kim luôn nè. Móc vào mũi kép đơn đầu tiên. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào chân thứ hai. Khi móc nhớ dấu len thừa nha. Tùy vào cái số xích đầu tiên của mỗi size mà mình sẽ có công thức khác nhau ha. kép đơn thứ 5 nè. Kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Có được 7 mũi kép đơn rồi, ở đây mình chia ra được 8 thì cái chân thứ 8 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép đơn vào chân thứ 8. 1 và 2. Như vậy là hàng này mình sẽ có được cái cụm móc như thế này. 7 mũi kép đơn mỗi chân sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối ha. Ta có 7 mũi mỗi chân nè. 1 2 3 4 5 6 và 7 được 7 mũi rồi thì chân thứ 8 sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết khi đã móc được đến những cái chân móc cuối cùng có cái sợi len thừa mình móc cũng giấu luôn vào trong mũi móc ha và lúc này các cái mũi móc dư cuối cùng sẽ là cái mũi móc mà mình chia dư ra các bạn cứ móc đều cho đến cái chân cuối cùng là được Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên, tăng được 10 mũi móc cho cái hàng móc này. Đến hàng móc kế tiếp móc lên 2 mũi móc xích. Hàng móc đầu tiên của phần cổ mình có công thức là 7 mũi kép đơn xen 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Thì hàng kế tiếp sẽ tăng cho mình cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân này lên 1 mũi, tức mình sẽ có 8 mũi kép đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi kép đơn cùng chân ha. Thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại móc cho mình 8 mũi kép đơn mỗi chân chân đầu tiên luôn móc vào chân móc nha từ chân móc thứ hai trở đi thì mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên dưới để tạo cái họa tiết tương tự như phần thân áo ta có kép đơn thứ hai vào chân thứ hai vào đường nằm bên dưới nha kép đơn thứ ba nè kép đơn thứ tư tiếp tục kép đơn thứ năm vào chân móc thứ năm kép đơn thứ sáu, Mũi kép đơn thứ bảy Và mũi kép đơn thứ 8. Có cho mình được 8 mũi kép đơn vào 8 chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là cụm này mình sẽ tăng được một mũi so với cụm của hàng đầu tiên ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó các hàng kế tiếp các bạn cũng làm tương tự như vậy cho mình. Mình sẽ dựa vào hàng bên dưới nó có 8 mũi kép đơn mỗi chân rồi thì hàng kế tiếp sẽ tăng là 9 mũi mỗi chân. Tiếp theo là tăng 10 mũi mỗi chân ha. Và xen kẽ sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Và mình sẽ móc cho đến khi cái độ rộng của phần cổ áo này nó tương thích với toàn bộ phần thân áo ha. Đối với phần cổ áo của size này mình móc lên tổng cộng là 7 hàng móc, nó đã có được một cái độ rộng vừa phải và tương thích với phần thân áo rồi. Thì bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân áo ha. Tạo cho mình một nút Đặt phần thân áo nằm ở mặt phải, sau đó mình sẽ bắt đầu viền từ cái điểm này ha, ở phần cổ áo. Từ cái góc này trước. Ta đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn cuối cùng ở phần thân áo. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc đó một mũi móc đơn. Lúc này mình sẽ có cái hàng móc của mình sẽ có là thân chân móc và chân móc xen kẽ với nhau nè Thì để giúp cho cái phần viền này nó được đẹp hơn Các bạn sẽ không móc vào thân chân móc Mà mình sẽ móc vào chân móc Mỗi chân sẽ móc hai mũi móc đơn để thay thế ha Thì chân này nè Móc vào hai mũi móc đơn Mũi móc đơn đầu tiên thay thế cho thân kép đơn Và mũi thứ hai thay thế cho chân móc Làm tương tự cho các chân còn lại Mỗi chân cứ móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng khi đã móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn sau đó móc lên hai mũi móc xích tiến hành viên lại ở cái phần lai áo thì phần lai áo các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không cần phải móc vào đường nằm ở bên dưới nữa và mình cũng theo cái công thức mà mình đang móc ở cái phần thân áo á Viên đến cuối hàng thì mình làm tương tự cho cái phần cài nút ở bên cạnh nè, giống như cái phần này. Và các bạn sẽ viền cho mình lên cái phần cổ áo. Phần cổ áo thì mình cũng viền mũi kép đơn giống như cái phần lai áo phía dưới ha, một hàng mũi kép đơn. Móc cho đến chân móc đầu tiên mà mình bắt đầu viền. Kết thúc cái hàng viền đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng một mũi kép đơn, sau đó móc lên một mũi móc xích. Để kết thúc cái hàng viền đầu tiên này, móc vào cái chân của mũi kép đơn cuối cùng mà mình vừa móc đây một mũi móc đơn sau đó đâm kim vào chân mà ta bắt đầu viền một mũi móc đơn nữa và kết thúc móc vào cái chân móc đó một mũi dời ta hoàn tất được hàng viền đầu tiên ha móc lên một xích tiếp tục đến cái hàng viền thứ hai mình sẽ tạo cái khoảng trống để mình có thể luôn cái phân cài nút vào nè thì lúc này mình đã có được cái chân móc cụ thể rồi các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây là phần cổ áo ha phần cổ áo thì cứ móc dần mỗi chân làm một mũi móc đơn nè Khi mình đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc đầu tiên của cái phần thân màu vàng phía dưới nè, thì lúc này mình sẽ tạo cái khoảng trống cài nút ở đây. Tùy vào size nút sử dụng mà mình móc lên cái xích tương ứng. Đối với size này mình móc 2 cm nên mình sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó mình bỏ qua hai chân móc phía dưới, hai chân móc đó sẽ tương ứng với hai xích này, móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Ta tạo ra được khoảng trống vừa đủ luôn nút khoảng tầm 2 cm ha từ khoảng trống cài nút này đến khoảng trống cài nút thứ hai thì cái khoảng cách này tùy vào sở thích của mỗi người ha mình sẽ cho khoảng cách giữa hai nút cách nhau là 10 mũi móc đơn nè thì ta có mũi đơn thứ hai nè mũi đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy mũi móc đơn thứ tám mũi móc đơn thứ chín và mũi móc đơn thứ mười có được 10 mũi móc đơn tạo ra khoảng cách giữa hai khoảng trống rồi thì tạo lên hai mũi móc xích. Sau đó bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Ta tạo ra được khoảng trống cài nút thứ hai ha. Tiếp tục móc thêm cho mình chín mũi móc đơn nữa để tạo ra 10 mũi móc đơn, sau đó tạo ra cái khoảng trống tiếp theo và móc tương tự cho mình cho đến cuối. Khi đã móc được đến cuối hàng rồi nè, cuối cùng nó có thể tạo ra một khoảng trống hoặc không ha, nó cũng không có nhất thiết. Sau đó đâm kim vào chân cuối cùng móc một mũi móc đơn, Hoàn tất được hàng viền ở phần cài nút, thì tiếp tục viền ở cái phần lai áo. Thì phần lai áo để tạo điểm nhấn, các bạn sẽ tạo cho mình những cái mũi nhọn. Các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Từ cái chân thứ ba này tạo một mũi nhọn, móc lên ba mũi móc xích. Đâm kim vào chân của cái mũi đơn thứ ba mà mình vừa móc, móc một mũi dời. Các bạn móc sát lại ha, mình sẽ tạo được một cái điểm nhọn như thế này. Tiếp tục móc cho mình 3 mũi móc đơn liên tiếp. Một nè, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Có được 3 mũi đơn từ cái chân mũi đơn thứ ba móc lên 3 mũi xích. Sau đó đâm kim vào chân mũi đơn thứ ba đó, móc một mũi dời. Mũi dời này móc sát lại nè. Tiếp tục móc 3 mũi móc đơn vào ba chân. Móc lên 3 mũi xích móc vào chân mũi đơn thứ ba đó một mũi dời, mũi dời móc chật tay lại ha và làm tương tự cho mình cho đến hết móc đến hết cái phần lai áo nha. Đây là cái hàng viên thứ hai tạo khoảng trống cài nút nè, từ đây tạo khoảng trống cài nút đến phần lai áo thì mình sẽ tạo những cái điểm nhọn. Hết phần lai áo thì mình sẽ móc cái phần viền cài nút thứ hai. Thì phần viền này mình sẽ móc đều chứ không tạo khoảng trống cài nút nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái phần cổ áo. Phần cổ áo thì mình tiếp tục viền giống như là phần lai áo tạo ra những cái điểm nhọn như thế này. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình đến hết cái vòng viền thứ hai này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vòng viền thứ ba hả? Vòng viền thứ ba thì mình chỉ móc ở cái cạnh mà mình tạo khoảng trống để cài nút thôi nè. Viền hết cái cạnh này ha. Lúc này đến điểm kết thúc, mình chỉ cần móc một mũi dời vào chân cuối cùng của cái hàng viền ở phần cổ áo. Sau đó lên một mũi móc xích. Móc tiếp vào cái chân móc ở cái hàng móc mà mình tạo cài nút á, các cái mũi móc đơn. Thì đây là cái chân móc đầu tiên của phần viền nè, mình sẽ móc luôn vào chân đó chứ không kết mũi nữa. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho đến cái khoảng trống đầu tiên mình tạo cài nút á. Còn một chân móc nữa sẽ đến cái khoảng trống xích ở đây. Thì hai mũi móc xích này với cái chân mũi móc đơn ở hai bên, mình sẽ có được bốn mũi. Bốn mũi này các bạn móc luôn cho mình vào khoảng trống này bốn mũi móc đơn. 1 nè. 2 3 và 4. Bốn. bốn mũi này nó sẽ giúp cho khoảng trống của mình lộ rõ hơn ha, dễ cài nút hơn. Chân kế tiếp thì chân kế tiếp mình đã móc cái mũi móc đơn vào cái khoảng trống này rồi các bạn sẽ không cần móc vào chân kế tiếp nữa mà mình bỏ qua chân kế tiếp đó móc vào chân kế bên nữa một mũi móc đơn và viên tương tự cho mình cho các chân còn lại đến cái khoảng trống tiếp theo thì cũng vậy nè hai mũi xích với hai cái mũi đơn ở hai bên mũi xích này cũng móc luôn vào cái khoảng trống của mũi xích đó bốn mũi móc đơn ha viên tương tự cho mình cho đến hết Đến đây thì mình sẽ tiến hành móc một mũi dời kết thúc và mình giấu lên. Và sau khi đã hoàn tất được phần viền cho thân áo, mình sẽ tiến hành may nút ha. Các bạn sẽ may cho mình các cái hạt nút đối xứng với những cái khoảng trống mà mình tạo để cài nút nè. Đây thì nút của mình là 2cm ha, khoảng trống này nó sẽ vừa khít với cái nút 2cm nè. Móc cho mình thêm một sợi dây móc xích và mình sẽ luồn qua cái hàng móc sát với phần nách và mình sẽ cột ở đây, giúp cho cái phần này nó ôm sát được với cái phần ngực ha. Các bạn có thể trang trí cho mình thêm những cái họa tiết nhỏ lên trên thân áo, cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn. Ta có thể tăng giảm size hoặc là phối màu phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khi thực hiện nếu có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công